Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Bây giờ là phiên tối ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân năm 2020. Chiều nay thì mình cũng đã làm xong thủ tục tặng hoa cho bà xã. Thì bây giờ cũng rảnh thì ngồi tách nha, tách cây để mà chia sẻ giống cho các anh chị ha. Thì video này thì sáng nay thì mình cũng đã quay cho mọi người xem rồi. Đây là mặt hoa hắc nhãn long, có nghĩa là rồng mắt đen. Đây thì mình cũng sẽ quay lại video lúc sáng là về thân lá cũng như là hoa cho những anh chị nào chưa xem ha. Về cái dáng cái cây này thì như là con rồng vậy, thì cái mặt hoa như đầu rồng và nó có hai con mắt màu đen, thì người ta dựa vào những cái đặc điểm đó thì đặt cái tên cho cái cây này là hắc nhãn long. Và cái cây này hiện tại thì đang giao dịch ở tại Đồng Xoài. Cây này thì sổ tại Đồng Xoài nha các anh chị. Và đang giao dịch với cái giá là 300.000 cho 1 cm. Thì về cái thú chơi lan á, ở Việt Nam mình thì cũng hơi khác so với lại các nước. Người ta chơi những cái dòng lan khác thì ở Việt Nam mình lại thích những cái dòng thân thòng, đặc biệt là giả hạt. Thì những cái mặt hoa đẹp được yêu thích thì được nâng tầm và có giá trị, chứ không cứ gì cứ phải là những cái cây va đột biến hoặc năm cánh trắng các anh chị. Ví dụ như trong năm vừa qua thì cũng có cây bệt lên ngôi cũng rất là cao. Thì ở đây đây là mặt hoa tím hai mắt đen, nó khác với lại cây bệt nha các anh chị. Các anh chị có người hỏi Nguyễn so sánh giữa cây này và cây bệt thì cây nào giá trị hơn, thì cái này tùy theo cái con mắt cảm nhận của mỗi người. Các anh chị nào thích cây bệt thì các anh chị chơi dòng bệt ha. Dòng này là một cái dòng hoa đẹp và rất là lạ, lạ về màu sắc cũng như là về bộ cánh, mắt, mũi, và cái lưỡi của nó rất hay, tròn đẹp. Rồi kể cả về thân lá nữa cũng rất là khỏe mạnh, mập mạp. Thì lúc nãy thì mình cũng quay cho các anh chị và các bạn xem về cái mặt hoa, thì mình nhìn một cái mặt hoa thì cũng khó mà so sánh ha. Thì ở đây mình cũng làm lại một cái động tác là lấy ba cái mặt hoa. Đây là mặt hoa năm cánh trắng Phú Thọ nè, một mặt hoa ám và một mặt hoa tím. Đây là mặt hoa ám ha. Và đây là mặt hoa tím, phi điệp tím. Đó. Thì sẽ so sánh về màu sắc cũng như là độ tương phản, độ sắc nét giữa những cái hoa này so với lại cái cây hắc nhãn long. Thì ở đây là mặt hoa năm cánh trắng Phú Thọ, năm cánh trắng mà so sánh với lại cái mặt hoa này thì là hai cái trường phái khác nhau ha. Các anh chị thấy là cái độ tương phản nó rất là khác nhau, một bên thì trắng tinh còn một bên thì tím rất đậm, màu tím rất lạ nha các anh chị. Tiếp theo thì Nguyễn cũng so sánh với lại một mặt hoa ám, thì đương nhiên cái độ tương phản khác biệt về màu sắc cũng rất là khác nhau. Và các anh chị thấy cái bộ cánh của cái cây hắc nhãn long này nó cũng rất là đặc biệt, nó gần như là hình tròn nha các anh chị. Các anh chị thấy đó, chứ không phải là cánh bầu nữa. Như cánh này á, thì gọi là cánh bầu nè các anh chị nè. Đây là một mặt hoa tím rất đẹp, bộ cánh bầu. Nhưng mà bây giờ mình so sánh cái màu sắc ha, ở đây là so sánh màu sắc. Thì đây là một mặt hoa tím cánh bầu cũng rất đẹp ha. Giờ mình so sánh, các anh chị thấy độ tương phản khác nhau về màu sắc. Cái màu sắc của cây hắc nhãn long, có nghĩa là cây rồng mắt đen, rất khác, kể cả cái màu mắt, các anh chị thấy nó cũng rất khác ha. Cái màu con mắt ở bên đây thì nó đậm hơn rất nhiều và màu sắc của nó tím rất lạ. Bộ cánh thì tròn và rất là bóng, nó là cánh sáp. Lưỡi tròn và có lông, hai mắt đen rõ ràng. Thì buổi chiều nay thì mình cũng tách ra để mà chia sẻ giống nha các anh chị. Thì cái cây này nó sổ tại Đồng Xoài, thì ai sổ thì cũng không quan trọng nữa, thì vì cái mặt hoa và cái giá trị giao dịch trên thị trường thì nó đã có sẵn. Đây là một cái bụi mà Nguyễn vừa mới tách ra nè các anh chị nha. Cái thân của nó đã rất mập và đứng ngọn. Thì ở đây nó có một cái nụ, nụ này thì bị méo. Thì Nguyễn cũng sẽ bóc cái nụ này ra cho các anh chị xem cái mặt hoa trên thân luôn, để chắc chắn là cây chuẩn nha các anh chị.
Đây, các anh chị xem cái lưỡi của nó nha. Đỏ rực và đen thui. Thì ở đây nó có những cái thân đã thắt ngọn và mập nù, thì mình sẽ cắt mắt ngủ, cũng như là sẽ có những cái mầm gốc. Sau khi tách rời cái bụi này ra thì nó sẽ được những cái phần như thế này. Đây là hai cái mầm lỡ, thì mình cũng sẽ tách bán luôn hai cái mầm lỡ đó nếu anh chị nào đặt ha. Và ở đây là một cái thân già, trên đó có ba cái kỳ. Và ở đây là một cái thân dài sẽ cắt mắt ngủ. Ở đây thì Nguyễn sẽ cắt hai mắt một và giá trị là 1,5 triệu cho một phần mắt ngủ nha các anh chị. Thì riêng ở cái phần đầu tiên á, cái phần ngọn, thì sẽ có ba mắt ngủ. Và Nguyễn sẽ cắt tới cái phần dưới, ở cái phần mà phình ra nhất á. Đó, phần đầu tiên thì mình sẽ cắt ba mắt ngủ nha các anh chị. Thì giá trị của nó cũng là 1,5 triệu. Cứ hai mắt một nha, hai mắt một. Thì các anh chị và các bạn, anh chị nào có kinh nghiệm ươm mắt ngủ thì các anh chị chúng ta sẽ mua. Vì ở đây thì Nguyễn bán mắt ngủ và không bảo hành cây nha các anh chị. Tại vì cây là cây giống nó tuyệt đối rồi, không có bảo hành nữa và cũng không bảo hành hoa nha các anh chị. Các anh chị khi mà Nguyễn cắt mắt ngủ ra cho các anh chị á, thì Nguyễn sẽ chấm bột rút tinh để khô và bôi keo liền sẹo. Ở đây thì có đoạn gốc nó được 17 cm nè. Có đoạn gốc thì được 17 cm và mắt gốc còn rất tốt, mập mạp nha các anh chị. Hình hắc nhãn long 01 mình bán với giá là 5,5 triệu. Tiếp theo là hình hắc nhãn long 02. Thì cái hình này nó gồm 3 cái kỳ trên một đoạn thân già và có một cái kỳ rất là khỏe mập mạp. Bên cạnh đó thì cũng có hai cái kỳ khác cũng khỏe đứng ngọn, nhưng mà cả ba đều chưa ra rễ. Thì ở đây tất cả ba cái kỳ này chắc chắn là trồng tốt. Thì anh chị nào biết trồng cây thì nói chung cũng trồng bình thường thôi, cây thì đừng có kích thích gì hết, từ từ nó cũng ra mầm và ra rễ. Khi trồng thì các anh chị cũng trồng đặt nằm ngang như vậy ha. Thì cái thân này nó được khoảng 5 cm nè, hình hắc nhãn long 02 bao gồm 3 kỳ, giá là 5 triệu nha các anh chị. Đó, hai cái kỳ nhỏ thì nó khoảng tầm hơn 2 cm, 2 đến 3. Và một đoạn thân già. Thì chúng ta đặt nguyên như vậy, chúng ta trồng vào chậu nha các anh chị. Hình số 2, giá là 5 triệu. Tiếp theo thì là hai cái mầm lỡ đã đứng ngọn mập mạp. Ở đây thì cái đoạn thân đang có hoa này thì Nguyễn sẽ giữ lại. Và ở đây là hình hắc nhãn long 03, rồng mắt đen 03, giá là 6 triệu. Nó được 16 cm nha các anh chị và rất là mập mạp. Gốc của nó thì có mắt gốc rất là tốt, ổn định. Hình hắc nhãn long 04, rồng mắt đen 04, giá là 4,5 triệu, được tầm 11 cm. Thì Nguyễn sẽ có 4 cái hình hắc nhãn long cũng như là một số cái đoạn mắt ngủ, thì những cái đoạn đó chất lượng của nó tương đương nhau nên là không đánh số. Rồi đó là về cái cây hắc nhãn long. Thì tiếp theo Nguyễn cũng còn một cái kỳ hồng hổ phách. Được rồi, Nguyễn bán một số kỳ thì mình còn kỳ hồng hổ phách số 1. Kỳ này thì giá là 6 triệu nha các anh chị. Kích thước được khoảng 12,5 cm. Cây này thì nó đã cắt sạch rễ và Nguyễn mới trồng lại vào chậu. Thì khi gửi cây đi, các anh chị có thể là yêu cầu tụi em chỉ gửi cái cây thôi,
về các anh chị và các bạn chậm lại, hoặc các anh chị có thể yêu cầu tụi em gửi nguyên cái chậu cũng được, nhưng mà cũng không cần thiết nha các anh chị, gửi cái khúc cây đi được rồi, tại vì Nguyễn đã cắt sạch rễ và bôi keo rồi, nó rất là an toàn. Về cây hồng hổ phách thì là một mặt hoa hồng rất là đẹp và cũng rất là đáng chơi. Những cái lá này nó sẽ rụng nha các anh chị, vì cây nó đã đứng ngọn rồi, nó rụng rồi nó lên mầm gốc mới, và cây mầm gốc mới sẽ có rễ. Thì về cái mặt hoa hồng hổ phách thì Nguyễn cũng quay lại cho anh chị nào chưa xem thì chúng ta xem, cũng như là Nguyễn giới thiệu sơ qua về cây này, về cái thân lá của nó. Thì các anh chị thấy ở trên phần ngọn của ngọn lá đó là các cái lá của nó giống như là hổ phách, tức là nó có vân đó, nó gồm những cái vân vàng xanh như vậy đó. Cho nên là người ta dựa vào cái đặc điểm lá, cũng như là đây là một mặt hoa hồng, thì người ta đặt cái tên của nó là cây hồng hổ phách là như vậy. Thì đây là mặt hoa hồng hổ phách vừa rồi mới nở nè các anh chị nha. Đây là một mặt hoa hồng cũng rất là đẹp, đáng chơi, đáng sưu tầm. Bộ cánh rất là hồng ha, hai mắt của nó thì nó là những cái chỉ hồng như vậy. Thì ngày hôm nay thì Nguyễn có một cái cây hồng hổ phách đó thôi, giá là 6 triệu, kích thước của nó tầm 12 cm. Đó, mặt hoa rất đẹp nha các anh chị, mắt của nó là những cái chỉ hồng rất đẹp, và bộ cánh của nó hồng hào, viền cánh, cánh bầu. Cái dòng hồng này thì nó giá trị của nó cũng rẻ so với lại những cái loại mặt hoa hồng khác trên thị trường. Tiếp theo thì ngày hôm qua là Nguyễn có bán 5 cái kỳ, 5 cái trắng Hà Tĩnh, thì hiện tại chỉ còn một kỳ số 3. Kỳ này thì kích thước của nó được 6 cm nha các anh chị, và được 6 cái lá, và có lá ngọn vẫn còn đang tiếp tục đi. Đây, bên trong nó còn một cái lá ngọn đang nhú nữa nè, đó là cây đang đi ngọn nha các anh chị. Và cái cây này thì đã được vào chậu cũng hơn một tháng rồi đó. Đây, kích thước của nó khoảng tầm 6 cm nha các anh chị nha. Ở đây thì mình có ghi cái ngày vào chậu của cái cây này. Ngày vào chậu là ngày 28 tháng 12 năm 2019. Có nghĩa là nó vào chậu được khoảng 1 tháng rưỡi rồi, thì là rễ nó đã ổn định và cây nó tiếp tục đi ngọt. Còn mặt hoa năm cánh trắng Hà Tĩnh thì trong những ngày gần đây thì mình cũng giới thiệu cho các anh chị xem rất là nhiều ha. Thì đây thì mình cũng gửi lại một số hình ảnh về mặt hoa năm cánh trắng Hà Tĩnh rất là đẹp. To, và bề gian cánh thì được khoảng tầm 10 cm, hai mắt rất là gọn rõ ràng, và họng rất sạch thì cũng rất sạch, đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn về những cây năm cánh trắng. Đây, về phần thùy giữa của nó rất là sạch sẽ hả các anh chị. Thì đó là cây năm cánh trắng Hà Tĩnh. Ngày hôm nay thì mình có một cây, giá là 8,5 triệu cho cây năm cánh trắng Hà Tĩnh, kích thước là 6 cm nha các anh chị. Và cuối cùng thì trong vườn nó có nở một cái cây châu Như, mặt hoa như hình. Nó gồm hai thân, hoa ra hoa tự nhiên nha các anh chị. Thì cái chậu giả hạt châu Như này mình bán với giá là 600.000 ha. Ở đây hơi tối, mình cho ra chỗ này cho nó sáng một tí, để cho nó rõ về màu sắc. Châu Như thì nó là một cái dòng về cái phần lưỡi của nó luôn luôn bệt nha các anh chị. Nó chỉ có là màu gì thôi, màu hồng hay là màu đỏ đậm hoặc nhạt thôi, chứ còn nó không có mắt giống như là những cái dòng giả hạt khác nha các anh chị. Ở trên cái thân này nó có một cái kỳ rất là mập mạp đây. Kích thước thì mình sẽ đo sơ để các anh chị nắm về cái kích thước của cây này. Nó gồm hai thân, một thân đang có hoa và một thân nhỏ thì không có hoa. Kích thước cái thân nhỏ thì khoảng tầm 30, kích thước thân lớn thì khoảng tầm 60.
Hiện tại thì nó không có mầm gốc, nhưng mà nó lên những cái kỳ ở trên thân đây các anh chị nè, kỳ tự nhiên nha các anh chị. Mầm gốc của nó thì chưa lên, cây nó sức khỏe thì nó mọc kỳ tùm lum á các anh chị, cây nó rất là mập mạp. Thì cái chậu giả hạt châu Như này mình bán với giá là 600 nghìn nha. Thì video buổi tối ngày hôm nay mục đích là mình cũng chia sẻ giống cái cây cây hắc nhãn lồng và một cây hồng hổ phách, một cây năm cánh trắng Hà Tĩnh. Video đến đây là hết, thì Nguyễn lại hẹn gặp lại các anh chị vào video bán hàng vào trưa ngày mai. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị.